Thưa quý vị, khi đi trên đường, không khó để người ta bắt gặp những chiếc xe lôi chở hàng như thế này. Tuy nhiên, những khoảnh khắc bốc đồ nguy hiểm cũng từ chính những chiếc xe lôi đó thì có lẽ là không phải ai cũng có thể thấy được. Ngày 7 tháng 12 năm 2023, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bà Rịa tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hai thanh niên, một người 22 tuổi ngụ thành phố Bà Rịa Người còn lại 19 tuổi ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về các hành vi điều khiển xe máy chạy bằng một bánh, không đổi nó bảo hiểm, không có giấy phép lái xe. Trước đó, ngày 30 tháng 11, người dân cung cấp cho phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu một đoạn video clip hình ảnh về hai thanh niên điều khiển xe lôi nhưng không đổi nón bảo hiểm, không có gương chiếu hậu. Ngoài ra, một trong hai thanh niên này còn có hành vi bốc đầu, nẹt bô trên đường. Qua xác minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định video clip hình ảnh mà hai thanh niên vi phạm trật tự an toàn giao thông thuộc địa bàn thành phố Bà Rịa nên chuyển thông tin cho đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an thành phố Bà Rịa xử lý. Sau đó, đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an thành phố Bà Rịa đã mời hai thanh niên trong đoạn video lên làm việc. Cả hai đã thừa nhận hành vi chạy xe lôi không đội mũ bảo hiểm và biểu diễn bốc đầu xe. Một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã công bố số điện thoại đường dây nóng và Zalo. Người dân phát hiện các trường hợp bị vi phạm trật tự giao thông thì có thể gọi điện thoại báo hoặc là gửi qua Zalo. Các thông tin, video clip, hình ảnh về vi phạm trật tự giao thông sẽ được xử lý theo quy định. Trước đó, từ hình ảnh người dân cung cấp về nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chuyển cho Công an thị xã Phú Mỹ xác minh điều tra. Qua đó, thì đơn vị này đã khởi tố vụ án bắt tạm giam nhiều thanh thiếu niên đang tham gia đua xe về hành vi gây rối trật tự công cộng. Báo Thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh vn và kênh youtube của Thanh niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.